vườn rau của Mợ Bảy nha. Mình nghe Mợ Bảy giới thiệu là cái vườn rau của Mợ Bảy cũng đủ thứ rau hết rồi. Mình ra mình coi thử đi. Mợ Bảy mở xiên trồng hàng đông dữ lắm. Dạ, thám khá hả? Thám khá. Đậu bún rễ này ra con bí nè, con bí nè. Đậu bí. Mợ Bảy nó nói mở trồng đậu bí để mở nấu canh ăn. Rồi về ngò, ngò gai. Rồi rau mần tơi. Bự bự không á. Con chó hồi nãy giờ á mình vô không sủa mà nó ra vườn rau nó sủa. Nó như canh vườn rau. Rồi ớt nữa nè. Rồi rau dền. Rồi ụp ụp cái gì vậy Khánh? Ủa, bán bán ụp cái gì vậy nè? 1, 2, 3, 2 đặt con cua chụp cái tay vô chừng nào em dở chị chụp cái tay vô thì chị có coi cái gì có coi câu chuyện đó không có coi định dụ 1, 2, 3 cái gì ta bầu bữa hổm mà bảy mà nói xuống nhà em thấy cái vàng bầu khoái quá về mua bầu tầm vô liền đó, mà bảy nói là mọi người kêu cũng vậy luôn. Cái gì cái này chắc vậy luôn quá. Ừ, nó này nó nóng rồi em ụp cái này chịu không nổi phải không. Cái này nó nóng dữ lắm tháo ra. Bạch hà rồi đằng này có cây tắc nữa nè. Tắc quá thì tới luôn, tắc quá thì tới là tới nấy mình chán luôn đó chứ không. Trời ơi cải gỗ nè, cải gỗ cải thứ gì nè. Mà Bảy ơi có một cây gì nó bị gì nè Mà Bảy. Để tiếp ụp cái này nó đâu có chịu nổi. Ụp cái mũ nắng nó dội vô đâu có chịu nổi. Mà Bảy nói cái cây cải gỗ này nè. Mà Bảy nói cái cây cải gỗ này nè trồng dễ trồng dữ lắm. Khi mà nó ra con nè mình ngắt cái mình cầm cái nó lên nè. Phải không Mà Bảy? Cái lên con vậy á. Vậy hả? Ừ, nhộn hả? Đâu bắt sâu rồi. Sâu đó. Chết rồi, mở bắt rồi. Trời ơi, mở này mở bắt rồi. Mở bóc phân con sâu rồi, con sâu. Mở bắt rồi, lại sâu. Mở dám bắt bằng tay hả? Dám chứ nó có chốc hả? Trời ơi. Nó xíu mà nó ăn gì nè, bắt thì nó chết nó chết, giết cho nó chết á. Dạ. Chứ mình đâu có xịt thuốc. Dạ. Nhưng này nè, không gọi nước ăn nè, bắt lại nó lên lại lá khác nè. Trời ơi. Cái này cải thứ tinh mỏ tòng nè Linh. Ủa này xà lách son. Mà Bảy nó xà lách son sao ngộ rồi Mà Bảy. Xà lách son gì ngộ hả? Ừ, xà lách son á. Nè. Ăn ngon lắm. Ăn sống ăn sống, nấu canh ăn sống hoặc mình nấu cháo thịt cháo cá gì á. Dạ. Cái mỡ của tỉnh á. Mà mỡ mỡ của xanh. Rồi. Đúng rồi. Mỡ xanh. Mình tên mỡ ốc chỉ cái lá nhỏ hả? Mỡ nào? Mỡ của con tỉnh. Ừ. Cái này tốt nè. Xà lách son này nó màu son luôn ha. Còn kia là cái son này nó màu tắm. Ít bữa mỡ đi mua cái màu tắm gì đồng ạ. Có hai loại lần hả? Mà Bảy mua đâu? Ừ, cái này thì người ta cho. Dạ. Cái này cái thằng thầy giáo kìa ai cho nó vậy? Cái thằng thầy giáo. Ủa thôi là cái ngọt mới vậy á. Dưa muống. Rồi giúp cá. Cái này là dành tím nè, rau dành tím nè. Dạ. Rồi rau găm. Rồi bữa nào xin mấy cọng rau găm về ăn thịt gà. Trời quá trời. Có ăn gì hả? Ai ăn thịt gà chỉ lên đây. Làm gà tổng sẵn sách, sẵn sách gà lên luôn hả mà Bảy? Hành kìa. Nổi mua. Hành. Ơi ơi. Nguyên vườn rau. Nó quá tải lên quá trời nè. Cũng mua má lên dài dài nữa. Hả? Con má nữa. Còn gì nữa không mà Bảy? Lôi ra luôn đi mà Bảy. Ngò nè. Đây này hai cây tí tô đường tỉ ho rồi hay lắm mà nó rụi rồi nó còn có bông không? Cái này hai lần. Ừ. Thơm á. Tí tô hả? Ừ, tí tô. Đúng ha. Thơm mùi ha. Cái lá đâu vậy? Cái lá nó rụi rồi. Bị nắng quá hả? Dạ hả? Nắng quá hả? Nó mùi nước mặn rồi. Nó mặn mặn á. Nó rụi rồi. Này con nó rụi nè. Nó rụi. Thịt vịt. Nó rụi ăn thịt vịt. Nó rụi hả Tốn? Nó rụi. Nó rụi cái nước thơm mà nó lớn á. Cái nó không tốt. Đổ ra mùi thấy nước ngọt. Cái này cái mà cái mập vậy đâu có sống không Bảy? Ở đây lợi dụng trên 20 thứ á. Bảy? Cái mập này nó nóng quá nó chịu đâu nổi. Chịu được chứ. Cái thao nè. Cái thao á.
Xíu tỉa gì đây vậy? Tỉa còn còn cây. Mùng cây hả bà? Ừ, mới tỉa mùng cây chuyện qua. Học ở đâu tỉa? Mua hả? Mua hột giống á. Mùng giống tỉa. Tỉa mùng cây bán Tết bán gì quá trời tỉa. Năm năm rồi bán ở đây nhiều mùng cây dữ lắm á. Vậy hả? Nguyên cái này nè món có tặng vậy là mùng cây không? Giờ mà bảy bán đâu? À, cái cân. Cân ở tiệm á. Vậy hả? Con bé sáng đi học cái nó cân, lúc đó cây cầu này nó hư nè, cái con bé đi ra ngoài. Cái bữa nào nó cũng chở theo nó cân vậy chứ mà đâu có đi. Vậy lấy tiền đi học luôn. Ừ, vậy cho tiền đi học. Vậy chứ tặng như đây chứ đủ ăn luôn, khỏi mua, khỏi hôm nay lâu dữ lắm rồi đâu có mua rau ấy gì. Cái lá mùng tơi nè, lá mùng dứa lên đây luôn à. Mùng dứa hôm nay. Mùng lá này ha. Ơi, ơi, cái lá bị mùng tơi đó. Nè, mấy lá nè, cái cây hồng không? Thì cái cách ngang với lên lại nè. Ừ. Ôi, biết nè, biết nè, biết nè, biết nè. Biết ăn đọt khác, biết ăn mà ăn cái không mà bảy, thằng cũng nó. Ờ, biết ăn đọt khác, biết ăn cái khác. Ủa, nữa hả? Đây là bí đỏ. Bí đỏ là biết mình ăn đọt. Còn biết ăn cái thì biết xanh. Bí này nó ăn đọt khác. Giờ mình cắt được mấy đọt rồi nè. Như đây mấy đọt này đủ mấy ăn như một rồi. Anh mời cắt cho nó cho nó. Nó xanh hả? Nó xanh. Nó canh không hả? Nó canh quá tại bán ngò gai nè. Có ai ăn ngò gai? Ngò gai khủng khiếp ngò gai. Cái đọt mặt lầu luôn nè. Đọt lầu luôn. Đọt bún tỉa này tốt ghê ha. Dạ. Có thấy rồi. Mà bãi bữa nào hết mượn, mà bãi xuống cầm nhìn hết nhường ra được không? Ừ. Nói thiệt à. Bao lại mua đất phân nữa. Hả? Ừ. Mở Úc nè, chở cái xe xin mời vậy đó. Mở Úc hứa cho rồi. Ừ. Chở mấy con bò về luôn chứ. Chở mấy con bò về luôn. Chở mấy con bò về luôn. Này cái đam, cái đam Mỹ. Mấy cái tàu ra đây mấy người bị bệnh chưa bị bằng ăn trước ăn trước thì chẳng còn cây này cây kia bằng ngang cây gì gì tam thất tam thất tam thất nè tam thất nữa tàu này tàu này ăn nấu cũng ngon cái canh ăn cũng được đó cái này dễ ăn nè nó canh ăn cũng ngon nữa tam thất thì chị thấy nó còn quế quế bo mùa nước mặn báo lâu hơn mình thấy nước ngọt nước mặn biết gì chị thôi đi vô bỏ cái chảo tổng nãy giờ quên nữa cho nó lên men để 3 đêm nó lên men sau đó mình mua rượu
Rượu nếp cao độ. Rượu nếp 40 độ chế vô. Là nhiêu rượu cũng được hả? Không, làm 3 lít rượu. Dạ. Cũng như 2 lít rượu. Rồi, cái này trị bệnh gì? Này uống dành cho những người mất ngủ. Mất ngủ? Mất ngủ, uống dễ ngủ. Dạ. Rồi giờ mình uống thử cái mất ngủ nha. Hẹn cho về chút nữa về dễ ngủ. Uống bao nhiêu đó không có đủ đâu. Uống hết nguyên cái thùng. Chiều uống nửa ly nhỏ. Dạ hả? Như vào buổi tối á. Dạ. Vậy tối giờ mình không nói mình uống nửa ly nhỏ. Mình đi ngủ chứ đâu phải mình uống một chút vậy cái nó tị lực nữa hả? Rồi, cái rượu mít này mình uống mình thấy nó ngọt ngọt mà nó thơm mùi mít dữ lắm. Còn cái này là rượu gì mà bãi? Cái này là củ đinh lăng. Củ đinh lăng. Nó dở ra. Dở ra hả? Tưởng đồ dặn nắp xoay vòng vòng. Củ đinh lăng. Củ đinh lăng nó củ đinh lăng này phải ngâm từ 6 tháng tới 1 năm mới có uống được nha. Cái này mấy tháng rồi? Cái này gần 2 năm rồi. Cái này gần 2 năm rồi á. Cái này trị gì? Cái này uống người mát khỏe làm nó giống như là mình thay giống như là nhân sâm vậy đó. Thay nhân sâm, thay thế nhân sâm Hàn Quốc rồi. Người ta nói đinh lăng là sâm của Việt Nam. Thay thế như có cái củ này mất rồi đó. Nó có tiếng hay là vậy mất rồi. Nó chàng hãng vậy hả? Chàng hãng ra. Hay nè. Bên đó đó. Như hả? Đó. Bên đó giờ thấy mất rồi đó. Như hai cái chân đúng không? Cái chân người ta vậy. Giống như cái chân người ta. Này là đất màu đào nè. Vậy hả? Màu ấy tặng nhà luôn hả? Tặng nhà luôn. Dạ. Màu, vậy là mít nhà, đinh lăng nhà. Không có nào cũng nhà ta. Vậy là cái nào cũng nhà. Rồi Khánh uống thử cái rượu đinh lăng. Rượu đinh lăng này nó có tác dụng gì vậy mà ấy? Đúng thì mình uống cho dễ ngủ vì sức khỏe người vậy. Khỏe người. Nhâm thơ, có nhâm thâm vậy. Có đẹp da không? Đẹp da thì không có đẹp không chứ còn như uống rượu mà tới đẹp da chắc không uống nổi. Để uống thử nếm này là nếm uống nó mát mà bãi nó uống rượu này mát. Nó không có nóng như mấy cái rượu trắng mà nó không có mình cần lấy mồi không không nếm thử cái vị thôi là nó có cái mùi của cái đinh lăng. Nó có cái mùi gỗ ở trong đây, nó có cái mùi gỗ đinh lăng. Rồi cái này là gì mà bãi? Này chuối hộp. Chuối hộp. À, chuối hộp của bà ngoại hả? Đâu ạ? Bà ngoại ạ. À. Ừ. Cái bụi chuối, cái bụi chuối hộp của bà ngoại tầm nè phải không? Rồi mà bãi mới chặt cái chuối nó già. Rồi chặt. Rồi vú cho nó chín. Nó chín rồi lấy ra hơi khô. Hơi khô rồi cái này ngâm rượu. Hơi khô xong ngâm rượu rồi lại. Hơi khô rồi sao ngàn sao rồi mới ngâm. Sao có nghĩa là bắt lên bếp rồi đảo. Đảo chừng nào nó vàng vàng. Vàng vàng rồi nhắc khéo. Dạ. Không có nghe mùi chuối. Không nghe mùi chuối hả? Sao ngạo ạ? Để uống thử thì nghe không? Uống vô đây nè. Có hả? Có. Có. Mà nó ngọt. Nó ngọt ngọt ngon lắm. Nó ngọt. Ừ. Cái này có tác dụng gì mà bảy? Cái này trị bệnh thận hay lắm á. Sạn thận á. Nó chị thị nha chị thị. Chị như có thị rồi. Cho chị thị rồi hả? Ừ chị có ngâm rồi. Ôi ơi vậy mà làm hình. Dấu. Tính dấu gì uống mệnh hay vậy nè. Cho thị kêu rồi. Đó. Đây là chuối hộp có tác dụng là trị thận thận. Trị thận thận hay đó. Còn kế bên cái là rượu nhào. Rượu nhào, rượu tái nhào á. Có cây nhào ở kế bên cái bếp nhà mình á. Nhào. Nhào này uống trị đau lưng nhức mỏi nè. Trị đau lưng nhức mỏi. Đau lưng nhức mỏi ngon lắm. Nè cái đó nè. Nó sạch sạch. Bột nhào á. Là cái này mà bảy làm sao nó thành cái rượu này? Cái này nhào với đường. Nhào với lại đường. Nhào với đường cái mình trộn lại. Nhiều nhào nhiều đường. Một hơn một ký nhào, một ký mấy nhào á là cái này nhiều đường hơn cái vụ mít nha. Dạ. Tại vì cái nhào nó không có ngọt. Còn mít này nó ngọt hay đó, đường. Cái 7-8 gram đường lận. Dạ. Một ký hơn một ký nhào thì 7-8 gram đường. Sai ra hay gì mà? Không có sai. Nhào chín nha, cái nhào chín á. Cái hộp để nguyên luôn. Để nguyên hết. Mà khi mà ví dụ như mình có sai được cái hộp ra thì ngon đó. Uống hay đó. Vậy hả? Chỗ này không có sai, không có đồ sai. Vậy là cái ngâm cái lâu ngày, lâu dữ lắm lâu. Cái nó bột mục ra, cái mình lấy đầu mình chà. Nó mục ra. Nó mục cái nhào ra. Lấy đầu mình chà cái mình bỏ vô cái gây cái mình chà cho nó rớt cái bột mà xuống, mình bỏ cái xác cái vỏ. Vậy là xong rồi hả? Không có chế rượu hả? Không có chế rượu. Vậy là nó tự chỉ có đường với nhào thôi mà nó thành rượu nè. Nó thành rượu. Thì cái này là nó có bột bột, nó sệt sệt, nó giống như là bột em bé ăn vậy nè. Nè, mình bơm đi. Nè, uống thử nha. Thơm thỏ mấy người lại uống ngon á. Nó thơm phức hả? Nó giống như là
trái cây vậy á, trái cây chị thử muỗng ăn lắm nè, thử chị thử muỗng thèm rồi, chị thấy thèm rồi. Đây nè, đây nè, đây nè, ngon đề được, ngon lắm chị thử ơi, nó giống như là sinh tố quay vậy á, mà nó thơm phức mùi tái nhào hà, nó thơm cái mùi chua chua à, ngon ngon cái đây luôn á. Nãy mày làm đổ uống ghê không? Nãy giờ thấy bưng ha, da nhém văn kèo này rớt hết hết trơn rồi. Thường thường ta, thường thường ta đậy nắp lại. Không. Không, thường thường ta đậy nắp còn thêm bãi để vậy nè. Để vậy thì ụp cái cây thì không đậy nắp. Tại nó có khách nó gấp quá. Cái đâu có kịp đậy lại. Gấp quá hả? Gấp quá lấy biết ra cho tao uống. Không kịp đậy. Rồi còn này, này chú học gừng. Chú học gừng đâu? Công dụng nó cũng giống như chú học này. Dạ, mà nó gừng, này là đồng gừng. Cái gừng nó cái thái nó nhỏ hơn. Cái chút thôi. Nó nhỏ xíu à. Vớt cái tay chú lên đi mày, vớt tay chú lên. Trời ơi, nhìn nó đen thui. Cái thái nó chút xíu à. Ngon quá. Cứng không chị thấy? Còn cái keo này là chú học thì nó cũng giống như cái này thôi, giống vậy thì cái gì nó cũng giống y chang, thì công dụng nó cũng y chang, công dụng y vậy. Rồi bỏ nó qua bên đi. Còn cái này, cái này cái chai của rượu này góp ra hả, rượu này của rượu này góp ra, rượu nhào góp ra, rượu nhào hả? Ừ, cái chai của rượu nhào góp ra hả? Còn cái chai này mới là rượu nho nè. Ủa, nó ngâm, ngâm nhiều dữ lắm, ngâm một keo bự chảng mà lén lén uống hết rồi, lén lén uống hết trơn mà cái uống hết rồi còn nhiêu đây. Cái này mà bãi làm sao? Nho mua về mình ngâm. Một tí nho, cái nho tôi nhớ bao nhiêu đường ta, nho thì nó cũng nhiều đường hơn cái mít á, tại vì nho chua, hả? Không có độ ngọt, hả? Mà ngâm nhiêu đường đây quên, ngâm đây mấy năm rồi, lâu dữ lắm này rồi. Này là chỉ có nho với đường thôi. Nho với đường. Dạ không có rượu trong đây. Ừ, cái nó ra rượu, nó thành rượu. Hả? Vậy là nho với đường này uống ngon nè. Thành rượu ngon dữ lắm. Này uống ngon nè. Em muốn thử nha. Nó ngọt ngay mà nó thơm phức mùi nho à. Đã hay ghê ạ. Trong các loại rượu này mấy người bạn bè lại chơi là thích cái nho nhất. Ai cũng đòi rượu nho. Rồi xuống gì nông á, uống rượu ngon dữ lắm ngon. Nó vậy, xuống gì nông ở cái thằng qua thằng Duy tên ngoại á, bỏ qua nó xuống gì nông uống rượu ngon dữ lắm. Có mua bia. Tối nay gì vậy? Này rượu xiêm. Rượu xiêm không gọi ngâm một keo cũng bự chảng gì nè rồi hết rồi đó. Ê khánh thử xiêm rừng á. Xiêm hả? Xiêm rừng. Hay xiêm gừng, đi vô gừng hái xiêm hay gì hết đây. Đi lúc Nhật nó ở Phú Quốc á, rồi nó đem về á, nó ngâm một một keo bự chảng đó đó, rồi nó đem về có lớp đường lớp xiêm vậy, rồi về đây thêm mấy chế rượu vô, thêm chế rượu vô chứ không phải chế, ở ngoài là nó làm đường không hả? Để thử cái này thử nha, đường với xiêm. Nó hơi mùi gỗ. Cái mùi này nè người ta không chịu không nè, cái mùi xiêm này nè nó hơi cái mùi gỗ giống như mùi cây vậy đó, giống như cái rượu thơm mà có cái mùi gỗ ở tâm vậy đó. Mà bãi vậy cái rượu nho này tác dụng gì? Đẹp da, đẹp da này, có đẹp da nè. Cái này mới đẹp da nè. Hơi đẹp da cái chảo kìa. Trái trái còn nhiều dữ lắm Khánh, mà em mới lại em coi rồi không sao. Cái rượu xiêm này có tác dụng gì? Cái rượu xiêm này mình uống vậy thôi chứ ngoài tác dụng ra chứ không không biết tác dụng gì, uống cho ngon vậy. Rồi cho đến đẹp da đi. Bỏ qua bên khó, bỏ bên. Còn cái này là trà nghệ, nghệ tươi. Rồi mà bảy sai. Cái này đẹp cho bao tử nè. Đẹp cho bao tử. Đẹp da luôn á. Rồi đẹp cho bao tử nữa. Sai với mật ong, sai bỏ vô cối, sai nhuyễn ra rồi liều lượng sao mà bảy. Này rễ mật ong vô đại vừa uống vậy. Dạ hả? Ngọt thì mình rót ra mình chế nước vô thêm mình uống. Dạ. Này. Thử miếng nha. Cái nào cũng thử miếng miếng. Thôi về cho miếng ra bánh xèo không bác? Lấy cái này nè, xay ra làm cái này. Ngon ngay à? Nó có làm nghệ tươi không á? Không đâu, làm cái xèo nghệ tươi á. Đâm ra cái giấc ngon hơn. Ngon hơn cái nghệ mình mua. Vậy hả? Còn cái này? Cái này là nghệ tươi ngâm mật ong, sắc từng lát ra. Cái này là nghệ sắc lát. Này nghệ sắc lát nè, ngâm với mật ong. Mật ong ngâm rồi cái nó trong lại ha. Này là nghệ nhà nè. Bao lâu nữa mới uống? Chừng một tuần trở lên. Vậy hả? Này này mới có 2 ngày hả? Mới có hồi sáng nè. Mới ngâm chưa được ngày. Chưa. Vậy để một tuần sau phải lên thử. Một tuần sau. Mình uống cũng được, mình sức mặt cũng được. Vậy hả? Sức mặt với uống. Hả? Rồi. Còn uống hủ nữa không? Hủ gì? Hủ giấm. Cái bán nuôi hủ giấm trong bữa chảng nữa kìa. Mà bãi bữa nào làm bán cái này mà bãi? Làm bán rượu hả? Ừ. Mà giờ đặt rượu gì? Rượu gắn đi. Rượu chế hộp đi. Rượu gắn đi. Có cái bài hát gì? Cái gì? Bài gì dễ quá này.
cái bài hát gì mà đi mua rượu á, gì gì coi con đi mua rượu gì á, cha đi mua rượu con đi mua màu gì hiểu hả? mấy cái này cái nào đẹp da là khám khoái à. Ừ, mọi cũng chịu cái chứ, mà hai nữa là nó chống lão quá á. Hả? Ừ. À, chống lão quá là cái này nè, rượu nho nè, chống lão quá nè, ngày nè, chống lão quá nè, với lại nhào chống lão quá nè. Ngày này là chống lão quá số 1 nè. Mít cũng chống lão quá luôn, mít chống ung thư luôn á. Ừ, ngăn ngừa ung thư. Ừ. Ngày ngăn ngừa ung thư hay dữ lắm. Hả? Ngày này đủ nguyên ngày mẫu với sáng sớm nè, nó chưa ăn gì hết á. Hả? Ngày với mật ong. Hả? Rồi thế vậy thế làm nhé. Mở mở mua cái tinh bột nghệ á. Hả? Tâm tâm rưỡi hũ chừng tâm gam vậy. Ừ. Tâm lượng nó chấm tâm gam tâm rưỡi hũ á. Ừ. Tinh nha, có tinh. Mà đã giờ á cũng cả tiếng đồng hồ rồi mà nó mới khắc được có một chút xíu à. Cái này cái kiểu này cũng hơi lâu à. Thì mà bảy kêu á là mình làm mứt mặn á thì mình phải bỏ vô một miếng muối như nè, ăn cho nó cầm cốt, mình ăn á nó ngon ngon. Nó hơi mặn mặn. Nó ngọt ngọt chua chua mặn mặn ăn ngon chứ nha. Đúng rồi. Thì thường thường vậy, chè hay bất cứ cái gì mà đồ ngọt á thì mình bỏ vô chút xíu muối nó ngon hơn xíu rồi nha. Ừ. Mà bảy ơi, có hai vịt vô nhà đòi ăn nè. Vô tới nhà luôn, vô tới nhà kiếm nó kiếm á, mỗi lần kiếm gì mới cho nó ăn á, nhà nó kiếm luôn. Giờ để xuống cho chui vô.